Let's go, let's go, let's go, let's go. Rồi vô vô vô. Rồi vô này. Mẹ sao các em nó vẫn loát đây này? Thì từ từ. Rồi chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên này. Hãy đoán rank player trong video. Bắt kim mọi người nhá. Cái gì đây? Bắn sờ cai map map này á, map này bắn sờ cai thì anh nghĩ rằng là danh không cao đâu tại vì cái map này đa phần đấy nếu để tối ưu ấy thì không ai bắn sờ cai map này cả. Đúng không? Theo nhanh phân tích là vậy Nghĩa thấy chuẩn không? Bắn bắn ở rank yeah, này, bắn rank này, bắn Sky là cực kỳ khó luôn đấy Auto là phải có một con uh, sofa Sova Chứ bây giờ bắn Sky ở map này thì tôi nghĩ rằng là sẽ rơi tầm danh vàng Tôi nghĩ sẽ ở tầm danh vàng, nhưng mà vàng gì thì tôi đéo biết Nào Vàng mà êm như này thì đéo phải vàng thôi Không, không em ơi, em ơi vàng đấy vàng đấy trông vàng lắm vàng. nhìn tâm đặt lung lung này nhìn này đây em thấy không bạn ấy kéo tâm oh. từ trái từ phải sang trái đây bạn ấy cứ kéo này đấy bạn ơi em đấy bạn gì không bạn gì theo kiểu tâm mịn mẹ gì lâu rồi gì ấy chứ không phải kiểu là giặt ra trách từng góc kiểu đặt tâm từ góc ấy bạn hay ấy chứ gọi là tâm hơi bung lung tâm hơi bung lung nơi, bạn này, này danh tầm em đáng là đáng... em đáng mặt kim đấy Bạch kim á yeah. khó khó em ạ bạch kim thì khó khó ui Bài kim thì khó đấy, đấy xem đội hình nhá à, uh, Omen thì ok này Cypher ok, có mỗi Sky là cấn này Còn đội hình bên kia bắn 2 Inni á Bắn 2 bắn 2 Inni được à? Ừ, ờ, mà. nhưng bắn 2 Inni phải có thể Brick chứ làm sao bắn cái con Gecko được Thế là cái team tôi này cũng có đồ không, không, chế không này. em ơi, Nhà map này không phải tối ưu với con Gecko được Con Gecko này bị yếu quá, đường xa quá Nào, Vàng 3 đi Tầm này là tầm vàng 3 đi, được gọi 2 giây, 1 giây Em chọn danh gì đấy? Vàng 3 này, chuẩn này Ôi oh, shit. Oh, thấy chưa? Big brand, she... big brand được chưa? Đẳng cấp, đẳng cấp của mẹ mình nhà toán học. Dạ. Yeah. Rồi, em sai đúng không? Ông sai đúng không? Sai, em nghĩ sai không? Thật ra uh, thật ra là tôi là người của ban tổ chức cài vào để làm nhiễu lại thông tin em ơi. <cười> <cười> big brand, big brand. Trong bản cập nhật 8.1 Neon bị giảm tốc độ giật ngang khi chạy ngã. Thì chạy như thế nào? Trong bản cập nhật 8.1 mọi người nhá, Neon giảm tốc độ giạt ngang khi chạy như thế nào? Nào, những anh em nào hãy đọc bản cập nhật nào. Có biết không ạ? À? Có biết không nghĩa Brim nhỉ? Brim chắc chắn là giảm 0.8 giây. 0.8 giây, à. Giây có chắc không? Có chắc không? 0.8 yeah. giây anh ơi, chắc chắn rồi. 0.8 giây mọi người ơi, vào đi, vào đi. On in, on in. Dạ, yeah, không còn bị giảm tốc độ Đúng nha anh em nhá, tôi chọn đúng Rồi, <laughs> vào giây Mọi <laughs> là người các bạn tổ chức cài vào Vào, Rồi, dạ Không đoán <chồng> tám giây <laughs> yeah. Lừa đảo Ui, mẹ nha Vãi lộn năm ông đứng đầu Tụt con mẹ xuống năm ông cuối cùng năm ông khác lên luôn mà Vãi đái năm ông này nghe bà rim Mẹ chắc chắn là mọi người nghe bà rim rồi đó rồi, người ban tổ chức cài vào anh <laughs> em ơi. Hai đại á, cài vào hai đoán danh vào đây trong video. Ok. Ai da, hai Việt Nam à. Một inni brick này. Ôi bác này bắn brick không bắn sofa này. Ôi bắn thêm hai sentinel à. Sao thì team này loạn lạc thế nhỉ? Pick đội hình này trông kiểu Ui, ui rút đồ lúc bắn nhau. Bắn thì tốt đấy mà bắn tap tốt đấy. Úi giời ơi, flash gì đấy? Úi giời, Đấy. tay tối tối t, 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 đấy. Tối... thôi nhưng mà bắt kim mọi trong... người nhá bật kim mọi người nhá trong xử lý này cũng ok đi ok rồi ok phá winman à loạn lạc thế nhở bật kim mọi người ơi bật kim mọi người ơi không, tôi, tôi kim. nghĩ tôi nghĩ này nó chỉ rơi vào tầm vàng bạc thôi chứ kim cương bạch kim thì không thể tại vì với đội hình này với đội hình này thì 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 thì, thì, thì khó tại vì tầm kim cương bạch kim họ đã biết pick asian làm sao để tối ưu rồi và bắn con xây bắn con xây xong rồi bắn bây giờ bắn một xây để có con cứu roi xong rồi bà xong bây giờ bắn với ông này thì có rút đồ ông này còn có bắt đi Brim cánh cái cụt nữa này thì chắc chắn là vàng bạc rồi viewer của em Brim rồi đến vợ sắt bắt kim mọi người chọn đi mọi người chọn hết đây anh em ơi 22 giây nhá ui rồi nhờ. ui ui để mẹ được cái bắn bình tĩnh không phải bình tĩnh này tôi đã xem tôi xem mấy bạn bạc vàng là mấy bạn bắn bình tĩnh này lắm có những bạn nào biết bắn đấy là bắn bình tĩnh này lắm bạc vàng đồ rút rẻ rút sai này Xong bên kia mẹ lúc mà ném con Wingman ra bên kia cứu roi còn chạy ra cơ Đấy Úi dồi ôi Cứu roi ra phá Úi da Úi da Úi da Nào Bạch Kim à Thấy chưa ừ. Thấy chưa Tôi giúp anh em Tôi giúp anh em Bạch Kim họ bắn ở đây à Sao, ừ. sao Bạch Kim bắn này à Sao Bạch Kim bắn này nhỉ ừ. à, Ảo nhờ Thế mẹ, mẹ, mẹ này là út danh rồi, Vì... Vì... Vì út là danh là rồi. Không không quá dở anh em tức là khi nhảy ra trả đồ vẫn còn biết nhịp để dạt vào ấy bất cứ là bạn dạ, biết dạ, cái chuyện dạ từ khi nào mà các bạn nghĩ rằng danh vàng danh bạc là gà và từ khi nào các bạn yeah. nghĩ rằng là bắn như thế là không thể lên là bạch kim từ khi nào hả các bạn đã bị cuốn vào một cái lối chơi các bạn bị cuốn vào rồi nếu như là vàng bạch kim thì chắc chắn rồi mọi thứ rất là dễ nhưng nó vào nó... không bao À hà sao em hồi nãy hồi nãy em nhìn quá em biết tại sao mà tại vàng bạc người ta không biết kiểu nhảy ra mà né vào ấy thế à? Em nhìn, cái bạn nó nhảy ra à. né vào là biết mà, cái đó phải yêu cầu di chuyển anh à. biết nhảy ra né vào à kinh thế nhờ em, biết này, kia. em này, em này biết, biết, nhảy chết đấy dạ 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 biết nhảy chết à very good very biết good biết nhảy check. <laughs> anh em để ý mua mình đấy để, mua mình, à? anh em hơi. đây danh cao này bắt đầu danh cao này tầm này chắc ở danh cao như này thì bỏ mẹ vàng đi nhở Chứ Tâm... mà chạy mầm không chắc như thế này á à. Vàng ba anh em ơi Quắc lại nè Ui Tâm không đặt không nhìn bên bê luôn Là đang Indy đang, đang nhìn nhìn tập trung về phía hôm xa này Đi về ông nào mà lắc B thì thôi nhé Vàng ba anh em ơi Vàng ba anh em ơi <laughs> Rồi Một Một vét bốn để nó sai xem tình huống một xử lý một vét bốn này nào Mà số chắc phải là ba mà Ui Ui Ôi rồi Ôi cũng như này mẹ có ôi option ôi. đánh đồng cũng chọn. Ôi rồi. Ôi, ôi. 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 Sao thì hai con người khác nhỉ? Mẹ mới đổi tay à? Ờ. À, à, đổi tay nè, đổi tay nè Tìm view, tìm view ôi. Ôi, ôi. ôi ôi ôi. Sao lại đây... bị mẹ. Ôi. tạo tiếng liên tục. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. 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 Sao? Sao? Mày ông cái kia bom kín mà bot len ở ngoài vàng ba hết nước chấm. Vàng <laughs> ba hết nước chấm à? Từ anh xem qua về đội hình nha, cái này thường xem đội hình này. Và Ear cái cô là hợp lý cũng được. À. Bên kia Chamber. Chamber danh thưa ông Chamber danh vàng không bao giờ bắn Chamber danh dưới. Tôi đảm bảo luôn. Anh đảm bảo với em luôn danh vàng đéo bao giờ bắn Chamber pháp lo tút luôn. Đúng. Phải tầm từ bạch kim đổ lên thì người ta mới bắn chamber ừ. map này tại vì vàng nhá vì vàng. không bao giờ muốn lựa chọn những con phải đấu tay như này họ phải lựa chọn những con gì thì thí được cơ đấy bạn bán <laughs> thì em nói rồi này nhá em phân tích cho anh này em phân tích cho này đâu vẫn phân tích tinh thứ nhất nhìn vào cái video một cái thôi chơi game setting cao rank cao đến bây giờ chơi setting này dạ <laughs> rank yeah, cao ôi à, giờ, ờ. cao, thứ ừ. hai đi không check thứ ba bờ nào đi lướt <laughs> Bơ Đức nào đi lớp những cái rau eco như này phải đi chung với team hỗ yeah, trợ yeah, team. Yeah, yeah. Đức, đức đi lớp nha. Yeah. Nhìn không một lớp bát, gì lớp đâu. Bạn ba kịch khung. Ở đâu với bạn ở kia ở với bạn BC bạn C chết <laughs> mẹ rồi kìa. Bạn ba là hết vị anh nói vừa à, nó em nói à? đúng mà. em ba quả kia là rùa thôi ba quả kia là rùa Nên là ba không là, à? là là, là, là nó, nó, nó nó tự bắn tự tự bên trên tự hút đầu vào đạn à, à bên kia tự hút đầu vào tâm này đấy Ờ bạn này flash cũng ghê, ừ, bạn này cũng cũng gọi là có chút, có chút có chút có chút có chút có chút có chút. kỹ năng. À, là có chút kỹ năng, có chút kỹ năng, được chưa? À, coi tới đoạn này rồi nha, thấy con chamber đứng ngoài bên mà bom như thế này là biết phải. Đúng mất. anh tưởng ở trong truy ấy, anh tưởng là con chamber ở <laughs> trong truy. Thì nghe nó còn hợp lý nhưng mà thấy con chamber lại bị quắc từ bên vào. Ôi giời ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi. Tầm này Ôi giời <laughs> <dồi cười> <dồi cười> ơi. Ôi ơi, ôi này anh em viewer nhận ra vẹt ba là đã quá muộn. Đi <laughs> vào <Yeah. cười> chọn bạch kim đồng vãi luôn ạ. À, nè. Nào. Ôi thay đổi luôn này Đã có sự thay đổi này Đây nha em top 46 rồi đấy Top 46 à yên tâm đi sắp lên được rồi sắp lên được rồi <laughs> Tin tôi mọi người ơi theo tôi Bạn với bạn mới ốp có bạn <laughs> 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 anh Dũng anh Dũng phân tích đi anh Dũng ơi, phân tích đây này. Tại tại VCT Champion 2024 Seoul tuyển thủ nào chỉ số headshot là 24%? Ai? ném anh em ơi, ném anh em ơi. Ai? Why? PLG nép anh em ơi. Anh Dũng chơi đi, anh Dũng chơi Dima, đi. Ma, Kang Ji Được chưa? Kang Dima 21%. Có chưa? Có này em cũng đéo biết. <laughs> em chọn đại. Em chọn đại à? Này, em chọn đại, em chọn đại. Ui. Rồi hai này. Lip à? Lip à? Thế nhỏ ui mà. Nghĩa chọn lip cái không? Ông đáng đúng luôn này. Nghĩa? Em chọn căng dị mà Đúng anh ơi. Nhưng mà mấy anh em này sao lại biết được nhỉ? Cái này mấy cái này nó có tổng hợp trên đâu không nhỉ? Ừ. Nhưng mà phải quan sát. Phải quan sát. À? Ý là cái này nó phải có cái tổng hợp tổng chứ nhỉ? mà sao mày, 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 ông nào đưa câu hỏi khó thế này. thì uh, cái này là thường là uh, lúc mà cuối cuối trận đấy hai phần trăm là nhiều mà là cuối trận nó sẽ có ông nào ngồi xem nó sẽ để ý mà 2, cuối 2, trận 2, trận 2, nào 3, biết bắn bao nhiêu trận nhỉ trận nào chỉ Mỗi số hai mươi phần trăm chỉ số hai mươi phần trăm này anh nghĩ rằng là ít trận nào được hai mươi phần trăm lắm cùng lắm một trận thôi hiếm lắm rồi uôi uh, uh, câu hỏi này nào câu hỏi thứ sáu đang làm đang làm nào phân tích này tiếp tục này anh em theo tôi này rồi ok này low setting này good này bắt này, đây bắt đi arsenal arsenal nha giỏi chọn arsenal đi uh, kim cương một anh em ơi giỏi chọn kim cương một đi giỏi chọn kim cương một đi kim cương một hết uh, vậy nhá yeah. à. lộ bắt đi này chọn giỏi chọn đi Giỏi chọn kim cương 1 đi. Kim cương 1 anh em ơi. Kim yeah, một. Yeah. Nào trông xử lý nào một, nào. Ái ai giả bắn rồi này thì không kim cương 1 à. Không 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 này không, không, được không được, được, một được, một được. rồi bắn chớ lắm chớ lắm. lắm là, chớ lắm mà chớ lắm mà. Ôi giời bên kia thì cứ ra pick nhau nhỉ. Này thì không, 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 không kim cương Sao kim cương 1 được. Này hai vết một bình thường là trốn làm gì có chuyện ra đấu nhau như này. Không anh ơi là tại cái pha đó này anh anh tôi đi bắn Ông kia muốn chay mà chay ra chậm. À. Trên Huka muốn chay mà chay chậm. Nhưng mà nó phải ra chay chung sao dọn trò chọn kim cái một đấy, như một món quà được chưa chọn à? rồi nhìn một phát chọn luôn rồi kinh 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 ừ, như một món à, quà bắt một này à. à, rồi cái nút rồi, rồi. À. thì nút bao kia phải cô cho nút chứ đúng không đây là ừ, ấy, này giả ra này cái tôi cao này ba à, vết một chủ quan giống tim mình hôm qua ok à. ông kia ra giạc này này ông kia ra chơi cho này cái xong bắn hụt này à. à, à, thế bình à. à, thường trời. là nếu mà ai những người ở rank gì họ sẽ setting ở cái phần nút bên này nhỉ? thường là anh bom đúng không anh bom sẽ lên immortal rồi anh Bom xem là thượng nhân 3 rồi Ừ cũng hợp lý Giống kiểu set nút ép uh, uh, tốc biến với trừng phạt ở hai nút khác nhau đấy Kiểu paro. có chơi ấy, có chơi Có kỹ năng chơi, gì có ấy. paro, có paro Ê, Nhìn sơ mớp phải đái 15 này Cái Ông mẹ này. Mẹ này. giống vàng quá anh em ơi ừ. Giống xơ mớp đánh vàng quá Giống xơ mớp đánh vàng à, ai da Chết rồi, phết à, rồi, phết rồi Kim Tiếng 2 này, Giỏi chọn kim cương, giỏi chọn kim cương Phết anh em ơi, phết anh em ơi Report người làm nội dung RANH không real, RANH không real. Ừ. RANH không Thế real. sao, real. Sao sao người ta bảo là chọn kim cương thì cũng chọn, giỏi không chọn đi. Chọn nhá, chọn nhá. Uh. không real, report. Tay trái này, tay trái này, nghĩa bắn tay trái, nghĩa tay trái, trái, có lộ bắt đi kim cương. có lộ rồi bắt, bắt đi kim cương. chọn ngay rồi. thử nhân một không nói nhiều. Rồi, có <laughs> ulti này, ulti đồng đội này. Rồi, ulti này, rồi. Rồi, có com này tôi hay nói rồi nếu mà thường com nhau có nói chuyện có giao tiếp thì nó sẽ rơi vào tầm từ uh, kim cương còn uh, thượng nhân thì họ sao không giao tiếp như này anh em ạ. Okay, okay. ba vì không sạc đạn thật sự tự tin vào kỹ năng đã sạc đạn thượng nhân lấy ít anh em ơi không bạn này uh, tôi nghĩ vẫn là Nhìn kim cương hoặc là, nhờ? hoặc là hoặc ờ. bây giờ nha chúng ta chọn một đường khác đi chúng ta chọn thấp hơn tại vì bây giờ bạn đang cầm cái bắt đi này bắt đi bùa bảy mà cái video mà bạn ấy gửi tôi nghĩ là sẽ là bạch kim Đây là một chín rồi à. tôi sẽ nghĩ là bạch kim ghê dội à? à ghê vậy là bạn này ít khi ghê như này à, 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 được được đồng đội khen tất cả này, à, 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 ít khi đổi, à, à. bạn này rất ít khi được như thế này Lên người ta bảo là ghê vậy bạn này hay giống kiểu hữu nghĩa đúng bạn đúng, này đúng, sẽ kiểu đúng. giống kiểu hữu nghĩa giống kiểu anh leo là kiểu ghê vậy đúng không hữu nghĩa thì là gì ạ à? thượng nhân một Hiếu cái đang là thượng nhân đúng không? Ghê vậy à? à thì tôi nghĩ rằng là thượng có, nhân... Có nữ anh đấy Có nữ búp, búp 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 đằng nữ anh ơi Có búp ừ, có búp Có yeah. búp à có búp à Ghê vậy à Ghê vậy thì ghê phải làm vậy, anh Ít, ơi, khi được như anh em Ít khi được cái này Ít khi được cái này Với gọi là ghê vậy Được chưa? Ít khi Một Bạch Kim sợ, à À anh giải em thấy à? không? Em đây anh chọn chuẩn không? Thật em đây chuẩn này em điên à Bắt đi Kim Cương nhưng có thể lúc đấy bạn ấy bắn Bạn ấy không thể lên được cái bức ranh hiện tại Ngày xưa bạn ấy lên được đúng không? Yo. Yeah, bạch yeah. kim là một cái anh nói rồi nếu như chọn ấy hãy chọn bạch kim tại vì nó là một cái lựa chọn an toàn tại vì thà mình chọn một bạn có mức ranh nó thấp hơn một tí thì nó vẫn ở trong cái mức an toàn bây giờ nhá kim cương một kim cương ba và thượng nhân là ba mức ranh mà em cảm giác thượng nhân nó sẽ bị chơi với quá mà kim cương em phải chọn giữa một và ba tại sao em không chọn bạch kim đúng rồi Yo. tại vì em là người có bạn tổ chức <cười> <cười> đấy xuống ngay xuống người ngay đấy, yeah. Bản đồ được cập nhật sẽ xuất hiện trong hàng chờ thi đấu xếp hạng đấu trường siêu tốc và sinh tử ở bản đồ nào? Cái gì Bản nào? Bản đồ được cập nhật sẽ xuất hiện trong hàng chờ đấu xếp hạng đấu trường siêu tốc và sinh tử ở là bản đồ nào? Sắp mùa của sắp mùa tới này. Mùa tới không ghi mùa tới? Tưởng mùa này chọn mẹ biết rồi. Thì anh có thể là mùa này hoặc có thể là mùa tới. Chọn mẹ biết rồi tưởng tôi hỏi mùa này phải đều. Mùa tới là Pearl, Pearl. Nếu anh em là không biết nha, mùa P tới là Pearl anh em nhé. Pearl là map lộn gì thế? Map Pearl, map Pearl, ya lo tút. điệp dán điệp anh ơi, dán điệp anh ơi, la la. Ơ mà cái này đang hỏi <cười <cười <cười> hỏi bản nào chứ cái dụ này là. đưa không đủ thông tin nhé. Đưa không đủ luôn nào. Bản đồ được cập nhật xuất hiện trong các hàng chờ, xuất hiện trong hàng chờ đấu xếp hạng là cái like hàng chờ này là sao? Ờ, tự nhiên ý là câu hỏi không rõ ràng anh em ơi. Hỏi không rõ ràng thế. Bản đồ được cập nhật xuất hiện trong hàng chờ đấu xếp hạng, đấu thường siêu tốc và sinh tử là bản đồ nào? Anh cũng đéo hiểu câu hỏi này lắm. Ờ. Nhưng mà nhá, nó nhưng là cái gì nhỉ? Cái yeah. vấn đề là bản nào cái đấy là phải có thông số bản cập nhật để người ta còn biết, ừ, đúng không? Người ta được, không phân biệt được. 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 Thế là ông làm câu hỏi là hơi bịp rồi. Ông làm câu hỏi này là Necton. hơi bịp nha. Bịa bịa anh em ơi, bịa anh em ơi, bịa. bịa rồi, bịa rồi, bịa rồi. Bịa rồi. Now.

Ừ à, AFK kìa. À tự tin tự tin tự tin. Chạy luôn à chạy luôn. Rồi, chạy, chạy, luôn, luôn chạy luôn, Nhưng à, mà bắn cái kiểu này thì anh nghĩ rằng là không mà bên kia bít đội hình rất là đẹp nhá, bên kia bít Faze, bít Phoenix. Ừ. Đội hình đội hình chuyên nghiệp á Đội, đội hình chuyên nghiệp. À. Ừ. Đây 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 đây. Faze này, man à. này, Phoenix à. là này, dòi Reyna. Đây cũng có Kobayashi rất là cao. Bên này cũng ok này, bên này cũng Faze này, cũng Faze với con cây cột là một uh, một đội hình pick ok. Anh thấy là đội hình hai bên rất pick ok thì tầm này anh nghĩ là tận thượng nhân. Tại vì uh, kim, cương, chung... kim cương nó sẽ hơi bị uh, nghịch ngợm một tí, kim cương sẽ hơi bị nghịch ngợm sẽ không chuẩn chỉ đâu. Câu trả lời an toàn thì vẫn là kim cương 3 hoặc là Thương Nhân 1. Đúng, Đúng không? Khéo miệng yeah, thì bốn câu, yeah. câu, 4 câu bắt người ta chọn 2 câu, biết câu nào? Thì nó khác nhau mà tùy mọi người thôi. Ừ. Chọn kim cương 3 đấy. Chọn kim cương 3. Ok nhá. Ê, tí lòi ra bạch kim 3 nhỉ, tí chọn bạch kim 3 nhỉ Lòi ra, bài ra đi, bạch kim ba à, ngoài Bà... Thì bíu bíu luôn Bịa, bịa, rồi, bịa luôn Kim cương 1 Úi giời ơi, bị ăn em ơi. Bị cái Bìa. gì? Này. Kim cương nó vẫn là danh cao mà, chứ đâu phải danh thấp đâu. Kim cương vẫn là ranh cao đó, thằng Nghĩa ngày trước nó bắn nó vẫn là kim cương mà, kim cương vẫn là ranh cao chứ phải ranh thấp đâu. Ok anh ơi. Đúng không? Bây giờ nhá, giữa phần kim cương 1 và kim cương 3 nó vẫn là ranh cao, nó không phải là ranh thấp. Mấy anh em ở đây anh em bảo là không phải. Thì là anh em đang khinh chính bản thân mình. Nhiều ông ở đây có lên là kim cương chưa? <laughs> tôi đảm bảo nhiều ông ở đây yeah. đéo lên là kim cương luôn mà ông lại đi chơi danh ừ. à, kim cương bắn như thế sai thế kim hay cương vẫn là bắn hay mà đúng không kim cương vẫn bắn yeah. hay mà để được chọn chung đáp án cho anh Thanh mọi người anh Thanh bim bim đáp án đấy điên à làm sao anh biết được nào rồi nào ui bấm ngay mặt bà mọi bấm ngay mặt bà ui

<laughs> ừ. Tiếc lắm mọi người ơi, bạch kim một kịch khung mọi người ơi, <laughs> bạch, bạch kim một kịch khung Bạch kim một à Bạch kim một Ôi. kịch khung nha Ui. Đừng chọn bạc mọi người ơi, bạch kim một mọi người ơi Ờ à, giúp giống chơi game mặt tay cầm thật <laughs> <laughs> Nhìn gì <laughs> di, di, <cười> di <cười> mượt vậy <vài. cười> Ui quả này với hài này <laughs> Quả này ông nghĩ là còn bắt bóng là thoát được cơ đi <laughs> Vẫn ngồi mà cười vãi đái luôn giật mình này giật mình giật mình, mình, mình là, là bắn kinh nhật mình mặc kiểu ông này là di tâm nào mình như kiểu ấy dùng vàng nó cũng hợp lý vàng Mẹ hợp lý ơi hết mấy ông này cũng bảo là vàng hai hết cút được chưa mày à mày vàng hết cút ôi toàn chọn bạc đấy mấy ông này nhá bạc với vàng ông mấy ông này bây giờ mấy anh em bị đoán ranh bị mặc định ấy là Trông cứ kém Trông cứ kém Là chọn mức ranh thấp nhất Nhưng mà lại không nhìn moment Lại không nhìn cách Bên kia pick đội hình Chỉ cứ lấy là bắn kém Thì là ranh thấp nhất Cứ bắn hay Thì là ranh cao nhất Ôi giỏi Thì để mút bùa mới thắng được Mấy cái, à, mấy cái event này anh em Mút bùa à, Quá bị anh ơi Tuyển thủ Chi Chu không? Có tổng bao nhiêu điểm hạ gục Và xếp hạng điểm hạ gục thứ bao nhiêu Tại VCT Champion 2024 nào 189 kêu mọi người ơi Khó chưa? Khó chưa? Chết mẹ bấm nhầm rồi Shit Em bấm nhầm <laughs> 354 điểm xếp thứ 7 rồi Fuck Thầy thứ 7 à, ý... Này tính ít bấm nhất B. phải B. thứ 5 Ít tính phải thứ 5 bấm. Hiểu chưa? Thì tính bấm B cái tự nhiên bấm nhầm rồi. Hai thứ 7 phải bỏ qua này Ít nhất phải thứ 5 Người ta là sẽ vô địch champion mà Thì tính bấm B mà bấm nhầm C mẹ Cây thật Cây địt mẹ oh. sao, sao em biết? Bịp anh em ơi, bịp anh em ơi. Chương trình bịp anh em ơi. Sai biết là C, sai biết là C. Tôi nói anh em rồi, đừng chọn theo anh thế anh. <laughs> đừng Điểm chọn theo anh thế anh mọi người em, ơi, đừng chọn theo anh Em mà rim chọn C nhá. Wow. Bịp bị bị anh em ơi, đừng em chọn theo anh anh. Em mà rim này hơi bị à, hơi bị à. Nice pop. Gekko Phantom Icebox bắn Phantom á, một lựa chọn không hay Lại một bài toán là Chamber ở map này Lại một bài bình thường Không, không em, em ơi, map đại. này Chamber nó ấy lắm, nó vẫn yếu lắm Không oh, được thôi Tầm này phải một cái cung Anh xuống đấy Ờ xem xử lý nào Anh này không chịu xe đồ để lên chiếm xe móc này Đúng rồi Ui, bạn ấy đi vào bạn ấy xuống kênh leo oh. ấy nhờ Cẩn nhờ Kiểu này mẹ ném cần. con Wingman vào ấy Mẹ anh Leo gửi BOV về chương trình à? Ờ à, anh, Leo gửi BOV về chương trình à? Ui <laughs> Ui Sao anh bên anh kia? đi Leo ơi Đi mẹ cần, cẩn, người ơi. cẩn thận vãi <laughs> đái nó ném cả Wingman vào Bạn này thì moment bạn này tôi tôi không đánh giá được nhiều lắm Tại vì cái xử lý của bạn nó vẫn là đứng bắn, đứng êm Bạn này thích Free Fire nhỉ? Free Fire chắc là tầm sách bạc này em đoán vàng một á Kịch khung vàng một sờ lại nhá, quả này sờ mốc nhá mà mẹ ném nguyên vào không dám chiếm cái trong inside sờ mốc ném nguyên vào ui này này giờ, lúc còn đội, không ui này này nè. ui ui vãi đái Flick bắn tốt này nói chung ông này bắn tốt nhưng bên kia cũng hơi gạt bên kia giặc lỗi bên, bên kia, kia lỗi hơi gạt à, vàng hai 2. vàng hai à cani thế nhờ chọn vàng một vàng một à nói chung là tầm này vàng với bạn là bạc thì không ấy quá bạc gì ấy quá một <laughs> với hai nó khác mấy nhau đâu nhỉ thế thì tự tin thì cứ cho lên hai một thì thường là một hay bỏ qua một hai một hai bỏ qua trong bản cập nhật mới 9.03 bản đồ abit đã sửa bao nhiêu thứ sửa bao nhiêu thứ sửa những cái gì nhỉ nó sửa những cái gì nhỉ bởi mà vì mày có đọc đọc lại cái ít không anh ấy chỉ sửa được hai là à. cái thôi chứ làm sao sửa 2 nhiều cái được hai cái rồi đừng đừng chọn hai mọi người ơi đừng chọn hai mọi người ơi Chờ, bị bịa đây bịa đây tôi nghĩ là hai thôi tại vì hai đa phần là hai các bạn ạ tại vì không thể sửa nhiều quá được hai thông tin ấn hai cho tôi hai này tôi nói anh em rồi đừng <laughs> đừng tin nhà bị anh em ơi đừng tin nhà sản xuất anh em ơi. Ơi, <laughs> ơi bịa đây quỷ công suất luôn mà biến mất luôn Zoro Viper Rồi oh, đội hình này đẹp Nhìn đội hình này không có vấn đề gì Ai <laughs> xa Không này... Ui bạn này Ui ui bạn này tâm lắc Ui Đồ đạc nhìn này Ui dù Ui dù Ui Đéo quan tâm đồng đội luôn Được chưa Ui Được chưa Ui, ui thép thế nhở Ui Ui dà Ờ Bạn kim ba kịch khung Có giao tiếp City này Đừng cương đồng đội có cô Đừng cương vẫn cương được chưa vẫn cương đồng đội không liên kết nhá. Bắn này không liên kết đùa. với nhau này không đùa với cò lô đấy nè em nhìn lại thấy đùa với cò lô à. anh thấy anh không quen à cái bài sờ móc giữa sai xong rồi vô ru chui vào flash đấy Đùa với cò à, lô này thì 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 thì, thì cái, cái 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 đấy là anh em trước hay dùng đấy ừ, gọi là cũng có là gọi là để tiếng ừ. hàn để ừ. tiếng hàn anh anh nghĩ sao nhá thường thường những cái bạn mà để kiểu tiếng hàn thế này ấy nó sẽ rơi vào tầm từ uh, sẽ bỏ qua vàng nhé chúng ta sẽ bỏ qua vàng và chúng ta sẽ bỏ qua về phần bạch kim 1 thì anh nghĩ rằng là bạn này sẽ rơi vào tầm từ kim cương đến bạch kim 3 tại vì có phối hợp cờ lớp biết flash lát ừ. à quên bờ cờ lớp biết sờ để zoru đi vào bút quả flat cái nghĩ là cái này là đã có trình độ rồi đã có sự hiểu nhau rồi thì anh nghĩ là tầm bạch kim với kim cương là đẹp nhất bạch kim 3, kim cương 1 là đẹp nhất còn vàng thì không thể như này được vàng khó như này, ừ, này. không như này được. ừ, vàng và như này thì đúng là chương trình này là hơi bịp thật quá bịp luôn <laughs> bị mọi người ơi bị mọi người ơi bị em người ơi. ơi đây là nói tên chương trình cú lừa thế kỷ à, cú bịp thế kỷ không cú bịp thế kỷ những loại bịa à. ngon nhất Việt Nam đây là câu hỏi ít hai điểm câu hỏi ít hai điểm tưởng là ngon nhưng mà toàn cướp nhà yeah, Omen Sky nhà yeah. nguyên đồ Mày Omen của đồ à? Omen Mình nguyên đồ, đồ. bot phật rác bot năm mười sáu năm mười sáu mười sáu không skin không skin chắc à, tầm này là yeah. ôi skin default luôn à ỉm ảo à, trông giống smurf thế đặt shop khá chậm nha đánh giá là ừ. đặt shop khá chậm không thì đéo phải smurf rồi em ạ ui đặt bom Mày luôn á không 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 đi kill người à đặt bom luôn á một v bốn à lên tên lên Heaven <laughs> Ô đi bẹp về Lê bên á Lên luôn về yeah. bên Về bên thì làm sao mà lựa chọn đột chuẩn được nhở <laughs> Ít cũng bạch đọc ba không nói nhiều Dạ yeah. Đọc ba mọi người ơi nhanh con kịp mọi người ơi Ôi dồi Ôi dồi Đồng đội à có ping có ping này Ôi sao bốc lại lần nào Ui 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 Cũng biết lật này Ui anh leo rồi Where? à, đồng dạ? ba nơi đồng ba tin em ui thành một vết năm đấy còn này thành một vết năm đấy oh. yeah. 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 You're dead, you're dead. đồng ba kịch khung mọi người đồng ba kịch khung à đồng ba kịch khung à không bạn này trông nó cũng phải tầm vàng bạch kim chứ đồng làm sao được đồng làm sao mà bạc hai thôi mà 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 mà, mà, đọc đọc mà đặt tâm chuẩn chỉ thế được không đúng là em tính chọn bạc hai nhưng mà em nghĩ thôi chắc chương trình lừa chọn đọc ba cho chắc <cười> <cười> bây giờ mình phải ấy chương trình à cái gì đấy không sợ kim đồng ba hết đất quá. à chắc, chắc chưa chắc, chưa. Chưa. chắc rồi mọi người ơi chắc rồi mọi người <laughs> ơi để ra ra kết quả đi để coi phân tích đúng rồi phân rồi, tích rồi. rồi phân tích đi phân tích đi À, để ra đi hả à, ra kết quả ra dạ, kết quả phải sai em, em em có biết được không em có biết không. được không thì em đang bán thôi em bán bạc hoạt à. động đấy đấy thấy chưa ừ. bây giờ cơ bản lắm nhìn một phát một v bốn mẹ bờ còn mình ti cà lô còn tây vẫn thua ừ. không thể nào bạch kim vàng được đúng. không thể ngu như thế được được lại trừ mình dùng phương án lại trừ anh đúng không dạ 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 Yeah. Phải à, phân... em xin các bạn danh giấy ngu đúng không ạ? Không phải ngu mà là kỹ sai skill không hợp lý, không chưa có tư duy, tư duy chưa đủ cao. Không thể ngu như thế được thì nữa. Hả trời. Đúng không? Nào, câu hỏi cuối gửi video highlight like cho ban tổ chức sử dụng để đoán ranh mỗi thứ hai hàng tuần ở đâu. Thực ra nếu phải thứ hai hàng à, tuần các yeah. bạn cũng nào rảnh. <laughs> Rồi, câu hỏi cho điểm người nha. mọi người nhá, câu hỏi cho điểm ai để... nhanh tay có điểm nha, ai nhanh tay có điểm nhá. Tự tìm mọi người nhá, tự tìm nhá. <laughs> Ờ à, Nghĩa gọi anh Dũng vào đi Nghĩa ơi Chuẩn bị thôi, chuẩn bị thôi Tìm mọi người ơi Dạ vãi đồn trên Học hút là tôi đang ghi ở trên kênh chat đây bà này bác bạn này này tôi đang ghi ở trên kênh chat đây này gớm ngay trên kênh chat có đăng ghi ở trên đấy cái form đăng ký vẫn có người chọn ở trên group học viện học rồi nào Đứng thứ ba là ai đây? Ôi giời, Ngọc Visa à? Ngọc Visa okay, yeah. Cảm ơn Ngọc Visa nhá Ngọc Visa inbox về fanpage để nhận cho mình một nghìn VP nhá Cảm ơn Ngọc nhá Ok, chúng ta đến bây giờ chơi game thôi mọi người ơi <laughs>